Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay thì mình sẽ chơi một cái tựa game One Piece có tên là Root Fight. Rồi, về lối chơi thì cũng hết sức là đơn giản, không có gì cầu kỳ lắm. Đây là trái quỷ Barry, vừa vào chúng ta có thể trang bị và sử dụng. Bên đây là trái gai, kế tiếp là trái chớp, trái kim cương, Mera, Ito, Bika, Hiê, có cả Gear 5 nha anh em. Và trái quỷ xịn nhất ở cái khu vực này đó chính là Obe Obenomi, trái quỷ tối thượng của Law. Ngoài những cái trái mà chúng ta có thể cày cuốc để kiếm được á, thì bên đây còn có trái Rabiti, trái cát hay là trái 500. Muốn sở hữu á, thì nó cũng sẽ hơi khó khăn tí. Trái 500 thì chúng ta phải mua game pass đấy nè ạ, với giá cũng rất rất là mắc. Game này mình nghĩ chơi vui thôi, mua game pass làm gì phải không nào. Còn trái cát và trái Rabiti hình như là chúng ta phải sở hữu cái danh hiệu gì á mới có thể xài được, nên là chúng ta quan tâm cái khu vực bên đây thôi. Muốn sở hữu được những cái trái quỷ xịn xịn á thì chúng ta cần phải chi nã và tiêu diệt nhiều người chơi nhất có thể. Chẳng hạn là trái gai, chúng ta săn 10 người thì sẽ có thể sử dụng nha. Còn trái Hito Hito mua đồ Nika của Luffy á, cần phải săn 600 mạng anh em ạ mới đổi để sử dụng được, cũng rất rất là khó khăn đấy. Giờ thì chúng ta sẽ ra bên ngoài và chiến đấu với những người khác. Đó, đánh nhau ầm đùng luôn. Đi săn thôi anh em ơi. Vãi, sao mình đấm anh này có cái bay màu vậy? Ăn được một mạng rồi nè anh em. Easy. Wow. Ở đây mình thấy mấy người chơi xài chắc quỷ xịn ghê nè ạ. Đây chắc là trái Rabiti nhỉ. Cầm một cái kiếm luôn kìa vãi. Mình nhớ Fujitora đâu có cầm cái vũ khí như thế này đâu ta. Còn đây là trái OB nè. Toàn những người ghê ghê không à, sử dụng chát quỷ xịn. Trong khi mình còn xài trái Barry để sử dụng chiêu cho anh em xem. Đấy. Chiêu Z là bắn ra một tấm kính nha anh em. Chiêu X là tạo ra một cái rào chắn thôi, chỉ có vậy. Trời ghê thế. Nhào vô đây. Chơi mà chơi chạy không anh em ạ. Trời ghê vậy. Đấy. Đâu phải sử dụng chắc quỷ xịn là ngon anh em. Rào chắn tối thượng. Đánh lên đi nó bay liền. Người chơi còn có xíu máu. Trời vậy mà đánh công chúng chứ. Tiêu diệt được ngay. Wow, có cả tam kiếm của Zoro nè anh em. Này, tạo rào chắn liền. Ủa rồi máu của mình ở đâu vậy ta? Không thấy được lóng máu của nhân vật mình anh em ạ. Ghê thế. Bạn này còn có xíu máu nè. Chạy. Ăn được 4 mạng ngay. Trời ơi. Trái Barry đỉnh cao và đẳng cấp lắm chứ. Còn thanh niên này sử dụng trái Mera nè. Anh em thấy đấm lửa không? Mấy trái quỷ xịn á, thường thì nó sẽ có nhiều chiêu thức anh em ạ. Ý, ăn được 5 mạng nè. Hình như hồi nãy mình sử dụng tấm kính á, đẩy thanh niên đó rơi xuống phía dưới nè ạ. Mình không cần phải tiêu diệt đâu, chỉ cần đẩy họ rơi xuống phía vực sâu là được. Chỗ này á, sợ nhất là người chơi sử dụng trái OB thôi. Rình rình đánh lén chứ chờ đợi gì nữa. Thanh niên nó ăn tới 800 mạng nha anh em. Ghê thật sự. Còn một xíu máu à. Cái gì chứ KS mình nhanh lắm. Ý, bạn này sử dụng trái quỷ Gear 5 nè. Đó nè em. Trời ghê thế. Tới đây. Đâu phải Gear 5 là ngon. Chiêu thức thì nói chung cũng không tới nỗi là hầm hố so với lại những cái tựa game One Piece khác.
nhưng mà chơi giải trí thì cũng khá là vui anh em ạ. Thật sự này thì ghi nam trội đánh hụt lứt. Ê, lên được 8 mạng nè. Trời, cứu cái S của mình hồi nãy quá thần thánh luôn em ơi. Chạy đi đâu. Anh em thấy ghê chưa, tấm kính nhỏ xíu vậy mà mình đánh lần hai người luôn. Đây đây đây, cổ giọt máu nè. Cơ hội của mình tiêu diệt. Chịu hồi đá được các kiểu chứ anh em. Nhưng vẫn bị mình đánh bại thôi. Tính ra cái đấm thường của trái Barry mạnh nè. Chết rồi. Ghê quá đi em ơi. Ê, 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 ê. Tự mình nhảy xuống vực sâu chết ngắt luôn. Ghia năm, ghia năm. Trời ơi. Anh em thấy chưa? Có xài chát quỷ Hito Hito model Nika vẫn bị mình đánh bại bình thường. Đâu có đùa được. Anh đi này cay lắm, giờ dí theo mình kìa. Đấy, ăn được thêm một mạng nữa nè em ơi. Rồi xong. Bay màu. Đã tới lúc thay đổi chát quỷ. Ngon lành liền. Trái gai thì cũng chỉ có hai chiêu thôi. Ủa, bị lỗi hay gì vậy? Bình thường á, cái đầu gai nhọn nó phải đưa ra bên ngoài mới đúng chứ ta. Còn cái này đầu gai nhọn nó đâm vô cái tay của mình anh em ạ. Hơi sai nha. Trong đây thì không thể sử dụng được chiêu thức để mình ra bên ngoài. Ồ, chiêu đầu tiên là bắn ra một cái quả cầu gai. Chiêu thứ hai, chịu hồi những cái gai từ dưới đất lên. Nói chung á là nó sẽ ngon hơn trái Barry nha anh em. Tại vì trái Barry chỉ có một chiêu tấn công à. Ui chắc quỷ gì mà chịu hồi mấy cái viên tinh thể nhìn đẹp vậy. Tới đây. Mình xử hai thanh niên này luôn. Game này á thì kiểu như cho dù anh em xài bất cứ chát quỷ nào, máu của anh em cũng không có được ghê gớm đâu. Đây là tham gia đấu trường nha. Ủa mà hồi nãy mình đang xài trái gai mà. Hay là vào trong cái phần đấu trường này á thì nó sẽ mặc định cho người chơi sử dụng một chát quỷ. Chắc vậy quá nè mà. Để công bằng á. Tính ra cũng hợp lý. Để coi ai là người sống sót cuối cùng nha. Sao có cái thanh niên kia ảo lời quá vậy. Xài cái Barry mà sử dụng chiêu bắn lửa tùm lum tùm lưa anh em ơi. Thanh niên đó là ảo lời nhất á. Càng ngày nó càng nhỏ lại nè. Để cho người chơi không có chỗ để chạy anh em. Trời ơi. Mình sử dụng cái chiêu tấm kính á. Đẩy hai niên rớt xuống vực. Cái win luôn. Cộng cho mình thêm được một mớ điểm. Bây giờ là 30 rồi. Có thể sử dụng trái chớp anh em ơi. Không còn phải sử dụng trái gai nữa. Và trái chớp thì cũng chỉ có hai chiêu thôi để mình sử dụng thử. Và anh em nhìn chiêu đầu tiên nè. Nhân vật của mình nó sẽ nhào lộn và bắn ra một cái viên đạn. Chiêu thứ hai. Vậy thôi hả? Phải. Mình cứ tính ít nhất cũng phải phân tách cơ thể qua vòng vòng khoảng tầm 3-4 giây gì đó. Anh em nhìn nè. Mình có cảm giác còn cùi hơn cả trái gai ta. Vài cái trái chớp phê giật thế. Ít nhất cũng phải cho mình 3 chiêu chứ trời. Tới đây. À. Nhưng mà ít nhất á, trái chớp này khi mà đánh thường á thì cái tay nó sẽ dài ra nha em. Rồi xong, rớt xuống vực luôn. Ủa mà chát quỷ kế tiếp chúng ta có thể đổi là trái gì ta? Để hồi ra coi nè mà. Còn một xíu máu. Ui vậy mà không tiêu diệt được chứ. Gì đâu. Trời ơi. Cái chớp phế vật quá anh em ơi.
Để hồi mình đổi lại trái gai xài còn thấy ngon hơn á. Tới đây nào. Bị đánh sấp mặt luôn. Cái bà ri cũng khó chịu quá ha. Bay màu. Vãi thiệt, thôi đổi lại trái gai đi. Xài còn ok hơn trái chớp. Tiếp theo trái mình cần đổi đó chính là kim cương. Cần tiêu diệt tới 50 mạng anh em ạ. Ở đây có 30 à. Không biết bao giờ mới đủ. Chạy. Cuối cùng cũng ăn được thêm một mạng. Tới thanh niên sử dụng trái Mera này. Đâu rồi? Ủa? Đâu mất rồi? Đừng nói là bay màu rồi nha. Tới đây. Gravity với lại chúng tôi. Cũng bị chế gai săn bình thường anh em ơi. Ủa mà sao nó không tăng lên 33 mạng ta? Hay là bị người nào KS rồi? Mình mới chấp nhận vào trong cái khu vực đấu trường nha. Thiệt, trong đây mặc định là cho người chơi sử dụng trái Barry. Có 4 người vào trong đây thôi. Ráng thắng đi, sẽ được rất rất là nhiều điểm. Cái sân này còn bự quá nên người chơi khác họ dễ né. Đấy, trúng ngay. Giờ chỉ còn lại 2 người nha. Thanh niên này rất là ảo lồi nè. Ủa, vừa mới nói xong rớt xuống phía dưới bay màu rồi. Anh em biết thanh niên ở tại sao ảo lồi không? Mình thấy sử dụng trái Barry mà vẫn đắm ra lửa. Lên được 47 rồi nè anh em. Thêm 3 mạng nữa thôi là có thể sử dụng trái kim cương. Cố lên nào anh em ơi. Ra bên ngoài. Đánh mấy thanh niên sử dụng trái Barry nè. Chạy. Cẩn thận, cẩn thận. Chịu hồi gai. Né hộ cái. 49 mạng rồi. Một mạng nữa thôi. Toàn mấy anh em sử dụng trái Barry mới vừa vào á. Né đi. Trời, vậy mà cũng né được. Hay thế. Trời ơi, rơi xuống vực rồi. Chạy. 50 mạng nha anh em. Bây giờ vào trong kia đổi sang trái kim cương. Mình nghĩ chắc là cũng chỉ có hai chiêu thức thôi nhỉ. Để thử. Đấy, ngon lành liền. Thiệt, hai chiêu. Mà có một chiêu là giáp rồi nếu ạ. Trời ơi, vậy là biến thành người kim cương á hả? Còn cái chiêu thức coi. À, tạo ra những cái viên tinh thể nè. Ban đầu mình cứ tính đây là chiêu thức của trái quỷ gì, ai ngờ là chiêu của trái kim cương anh em ạ. Vãi. Còn cái giáp kim cương nè, kiểu như không phải là gồng hoài đâu, gồng tí là nó tự nó tắt à. Anh em thấy không? Qua bên đây. Có một chiêu tấn công thì trái này tính ra cũng không ngon lắm. Sử dụng. Trời ơi. Lướt lại chưa kịp đánh nữa bị rơi xuống vực bay màu. Cay thiệt chứ. Mà cái kim cương này đánh thường có cái âm thanh hay lắm nè. Đây nè. Mà thôi, mình nghĩ là chắc tới đây cũng được rồi á. Hôm nay thấy có một cái tựa game One Piece về PvP như thế này á, cũng khá là thú vị, chơi giải trí cũng khá là vui, nên vào quay clip cho anh em xem. Giờ thì không còn nữa, chắc kết thúc video đây luôn. Tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong những tập kế tiếp nha. Bye anh em.